Xin chào cả nhà, hôm nay thì Liên đại diện cho câu lạc bộ đọc sách của câu lạc bộ Sống Hạnh Phúc cộng đồng DBS sẽ cùng với chúng ta tìm hiểu cái vấn đề của những người phụ nữ trong cái hội chứng thời kỳ mãn kinh và cách chăm sóc sức khỏe phụ nữ trong giai đoạn này. Và giống như mình vừa nghe bác sĩ chia sẻ đó, thì hiện nay cái vấn đề mà thời kỳ mãn kinh nó khiến cho người phụ nữ xảy ra rất là nhiều cái sự thay đổi về nội tiết tố và trong cái sức khỏe, đồng thời nó thay đổi vấn đề tâm sinh lý rất là nhiều, cho nên nó cần sự quan tâm của người chồng, và thường là người ta hay đến bệnh viện để mà người ta xem có nên dùng thuốc hay không ha. Thì hôm nay chúng ta hãy để tri thức chỉ đường cho cuộc sống, hãy nhớ là mình hãy để tri thức chỉ đường cho cuộc sống, và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu gốc rễ cái vấn đề điều trị hội chứng thời kỳ mãn kinh và chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Cả nhà nhìn thấy hình trên này không ạ? Thấy quen không cả nhà? Mình có thấy những chị mà chị em phụ nữ giai đoạn tầm 40 50 là thường hay nhìn thấy cái vẻ mặt của họ bên ngoài giống như thế này không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái phần đọc sách ngày hôm nay nhé. Rất nhiều bệnh lý tâm thần xảy ra sau giai đoạn năm 60 tuổi, thậm chí là 70 80 tuổi đều có dây mơ rễ má với cái hội chứng thời kỳ mãn kinh này. Cả nhà thấy nó nguy hiểm nha. Đó, tất cả bệnh lý tâm thần xảy ra sau năm 60 tuổi là như thế này. Hội chứng thời kỳ mãn kinh là một dạng bệnh lý, nó thường xảy ra ở độ tuổi 40-50. Người bị bệnh tính tình bất ổn này, dễ nổi nóng này, cảm xúc dễ dao động, cơ bắp, chân tay, thậm chí là toàn thân bị run rẩy, mất ngủ, ra mồ hôi trộm, tim loạn nhịp, sắc mặt đỏ, thắt lưng thì đau mỏi. Vấn đề cần thảo luận bây giờ là nếu như mà người ngoài 30 tuổi mà xuất hiện các biểu hiện giống như hồi nãy Liên vừa mới liệt kê thì gọi là bệnh gì? Đó, và người ta xác định rằng người ngoài 20 tuổi chưa kết hôn xuất hiện các biểu hiện như trên á, vài tuổi, mười mấy tuổi, trẻ em nè, vài tuổi, mười mấy tuổi xuất hiện các triệu chứng mà hồi nãy Liên vừa nói là các triệu chứng gì? Tâm lý bất ổn, dễ nổi nóng, cảm xúc dao động, cơ bắp tay chân, thậm chí toàn thân run rẩy, mất ngủ, ra một tất cả các vấn đề đó, thì trong nhóm người trên cũng có những trường hợp như vậy, chỉ là số lượng không nhiều ha. Đối với lứa tuổi trẻ hơn 40 50 là không nhiều, đều gọi chung là hội chứng thời kỳ mãn kinh hay sao? Đương nhiên cái cách gọi đó là không hợp lý, bởi cái lứa tuổi trẻ hơn thì đâu có trong giai đoạn mãn kinh đâu, đúng không ạ? Cái hội chứng thời kỳ mãn kinh chắc chắn nó không phải là do chức năng buồng trứng suy giảm gây ra. Nó cùng lắm nó chỉ là cái ngòi nổ đây, dẫn đến cái bùng nổ cái vấn đề đó mà thôi. Và khi thấy nhiều đứa trẻ trong tình trạng thiếu hụt nhiều loại chất dinh dưỡng, xuất hiện các biểu hiện như là tâm trạng bất ổn, dễ nổi cáu, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm, y chang như vậy đó, thì bác sĩ nói là chẳng thà đổi cái tên hội chứng thời kỳ mãn kinh thành hội chứng thiếu hụt chất dinh dưỡng thì nó đúng hơn. Tại vì những bạn trẻ như vậy thì đâu có phải là trong giai đoạn mãn kinh đâu ha. Và bác sĩ kể câu chuyện của bác sĩ Lưu, là chuyên gia khoa nhi rất là giỏi nha, y thuật thì tinh thông, lĩnh hội về y học thì rất là cao, rất là nhiều bậc cha mẹ tìm đến cô để khám bệnh. Lần đầu á gặp nhau thì thấy cô ấy rất là xuất sắc nha, y đức thì cao thượng, và cô mắc cái hội chứng thời kỳ mãn kinh nghiêm trọng, nên mặc dù tâm tính rất là tốt nhưng bây giờ tính khí của cô thì nóng nảy. Ở trong khoa cổ nổi danh là dẹp khắp thiên hạ không đối thủ, có nghĩa là dẹp loạn, đi tới đâu là dẹp hết. Nhưng khi cô trả lời câu hỏi của các bà mẹ đưa con đến khám, nhắc đi nhắc lại 5 lần vẫn không thấy phiền phức, thật sự là cổ quá giỏi. Và cô có tình yêu thương rất là lớn, biết rằng sức khỏe của mình không có tốt đó, nhưng lực bất tòng tâm, nguyên tắc của cô là vẫn cố gắng hết sức, giúp được bao nhiêu người thì sẽ giúp bấy nhiêu, trong công việc vẫn cố gắng như vậy. Và khi đó thì cô có thể tiếp nhận việc điều trị bằng chất dinh dưỡng, cũng có nói là một cái sự báo đáp mà ông trời dành cho cô ấy. Có nghĩa là khi cô ấy biết sử dụng chất dinh dưỡng thì bác sĩ nói giống như là cô có phước đó cả nhà. Và chỉ mất có 2 tuần thôi, các biểu hiện điển hình của hội chứng thời kỳ mãn kinh trước đây đều đã biến mất nhanh ha cả nhà ha. 2 tuần bổ sung chất dinh dưỡng mà ở ngoài kia những người mà bị vấn đề hội chứng mãn kinh nó bị kéo dài dai dẳng mà có thể là không bao giờ hết luôn. Đó, vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu tiếp nha. Tại sao tỷ lệ phát bệnh của hội chứng thời kỳ mãn kinh ở nữ cao hơn ở cái thời kỳ mãn dục ở nam? Thì điều này có liên quan đến trải nghiệm trong cuộc đời của người phụ nữ.
Người phụ nữ trải qua rất là nhiều cửa ải này nào đều phải tiêu hao một lượng lớn chất dinh dưỡng. Thứ nhất, thông thường tính cách phụ nữ khá nhạy cảm, hơi ích kỷ và nhiều tâm sự. Tâm lý không tốt thì sẽ làm tiêu hao một lượng lớn chất dinh dưỡng trong cơ thể. Và cái cách thể hiện tình cảm của nữ giới và nam giới lại khác nhau. Không phải là do giới tính mà do xã hội gây nên nha. Khi mà sinh ra thì không thể mà thoát khỏi sự ảnh hưởng của xã hội. Ví dụ như con trai á, càng nghịch ngợm càng được yêu thích. Đó, lớn rồi vẫn cởi chuồng chạy nhảy và lúc đó lại còn gọi là đứa trẻ năng động. Còn bé gái thì sao? Càng ngoan, càng hiền thì càng được yêu thương. Ngoan nghĩa là phải ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, hành vi phải nề nếp. Nên mà lớn lên cách cư xử, cách xử lý vấn đề cảm xúc nó cũng khác nhau. Đàn ông không vui tìm vài người bạn uống chút rượu nói chuyện. Kể những việc không vui ra giải quyết vấn đề bằng cách trao đổi. Nhiều phụ nữ cũng không vui vẫn phải làm việc, vẫn phải dọn dẹp nhà cửa, cho nên càng tức giận và càng làm tức giận hơn thôi. Và có thể xa xỉ hơn một chút thì người phụ nữ người ta lại đi ra ngoài mua sắm, nhưng vẫn vẫn phải đối diện với những cái chuyện không hay này, đâu có giải quyết được. Không thể đạt đến hiệu quả như cách mà nói chuyện trao đổi để mà chia sẻ được cái cảm xúc ha. Thứ hai là kinh nguyệt hàng tháng. Kinh nguyệt đẩy nhanh quá trình trao đổi thất chất trong cơ thể phụ nữ, mình có nghe người ta nói thay máu không ạ? Khiến phụ nữ khó bị lão hóa, nhưng một vấn đề không thể né tránh là kinh nguyệt hàng tháng sẽ làm cho người phụ nữ hao hụt một lượng lớn chất dinh dưỡng. Vì máu kinh nguyệt và nội mạc tử cung bong ra đều được hình thành từ lượng lớn các chất dinh dưỡng. Đó, cái phần đó là dùng là thường là để mang thai mà là nơi để thai nhi lớn lên. Cho nên là nghĩ xem một nơi như vậy chắc chắn phải rất là tốt đúng không? Cực kỳ mềm, xốp và dày dặn, nước và các chất dinh dưỡng đều đầy đủ. Trong đó nó chứa cái gì? Chứa protein nè, vitamin và khoáng chất. Nhưng vì không mang thai cho nên mà bao nhiêu công sức chuẩn bị nó bằng thừa rồi nó bong đi mất. Nếu như mà người đã không có ý thức bổ sung dinh dưỡng trong thời kỳ kinh nguyệt sẽ khiến phụ nữ rơi vào tình trạng thiếu dinh dưỡng mãn tính lâu dài. Mỗi lần mà kỳ kinh nguyệt mình hay cảm thấy chóng mặt, mất máu nhiều cả nhà, mất dinh dưỡng nhiều. Thứ ba là mang thai và sinh con ha. Mang thai và sinh con là trước khi mang thai, trong lúc mang thai, lúc sinh và sau khi sinh, phụ nữ đều cần cung cấp lượng lớn chất dinh dưỡng. Do đứa trẻ trong bụng nó được tạo nên từ chất dinh dưỡng. Nhưng mà rất ít người chủ động có ý thức tích cực bổ sung dinh dưỡng, dẫn đến cái tình trạng bào thai hút dinh dưỡng từ cơ thể của người mẹ, khiến phụ nữ mang thai hoặc sản phụ xuất hiện tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Và cái này mình sẽ được tìm hiểu kỹ hơn trong phần sinh sản tối ưu ha. Và cái thứ tư là cho con bú cũng vậy, sữa bò chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng đối với trẻ mà nói sữa mẹ giàu dinh dưỡng hơn sữa bò, do sản phụ đã hy sinh chất dinh dưỡng của chính mình để tiết ra sữa của mẹ. Do đó thời kỳ cho con bú cũng cần được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ. Và thứ năm, suy giảm chức năng buồng trứng, mãn kinh. Trong giai đoạn này cơ thể có sự điều chỉnh lớn do lúc này rối loạn chức năng nhiều hệ thống vì thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng từ rất lâu rồi. Ví dụ như hệ thống nội tiết nè, để kích thích thích ứng với các ảnh hưởng do suy giảm chức năng. Một số cơ quan nó gây ra cho cơ thể mà việc điều chỉnh này cần đến lượng lớn chất dinh dưỡng luôn. Mà không cung cấp đầy đủ thì nó suy giảm chức năng buồng trứng nha. Cho nên là khi mà xem xét qua năm cửa ải này á thì cửa ải nào cũng cần chất dinh dưỡng thiếu hụt đến một mức định thì các triệu chứng của hội chứng thời kỳ mãn kinh đều xuất hiện, không cần biết độ tuổi nào. Và nam giới không phải trải qua các cửa ải này nên bệnh nhân bị hội chứng thời kỳ mãn dục ở nam giới ít hơn rất nhiều ha, so với nữ giới. Tuy nhiên, nam giới cũng có thể xuất hiện triệu chứng vì tình trạng nam giới tiêu hao dinh dưỡng qua con đường khác cũng rất nhiều. Đó, và lúc này các bạn nữ có thể suy nghĩ một chút nha. Một số tình trạng có thể không đợi đến khi bạn 40, 50 tuổi thì mới xuất hiện đâu. Có khi là sau khi sinh đã bắt đầu rồi và ngày càng nghiêm trọng hơn, và tới khi 40 50 tuổi chức năng buồng trứng nó đã suy giảm, cơ thể nó bắt đầu kiểm tra tổng quát thấy thiếu hụt dinh dưỡng và biểu hiện hết tất cả các triệu chứng ra bên ngoài. Có nghĩa là khi nó biểu hiện triệu chứng ra bên ngoài không phải là ngay lúc đó nó thiếu đâu, mà nó đã tích tụ từ rất lâu rồi, từ khi mình bắt đầu sinh con rồi nha. Sau khi cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thì một người đó có thể trải qua thời kỳ mãn kinh là lúc mà suy giảm chức năng buồng trứng, nhưng không phải chịu đựng những giày vò của hội chứng thời kỳ mãn kinh.
cái dày vò đó như thế nào, cả nhà có thể nhìn hình dung trên đây ạ. Dấu hiệu nhận biết của độ tuổi mãn kinh nè: tiểu nhiều lần, tiểu khó, tiểu gắt, kinh nguyệt không đều, rối loạn chức năng tình dục và ham muốn, giảm khả năng sinh sản, bốc hỏa, đổ mồ hôi trộm đó, mồ hôi đêm đó, mất ngủ và gián đoạn giấc ngủ, chóng mặt, nhức đầu, chuyển hóa chậm và tăng cân, vị giác kim loại, tăng sinh lý thay đổi, tâm sinh lý thay đổi, trầm cảm, lo âu và thay đổi tâm trạng. Thay đổi bề ngoài, mắt và miệng bị khô, da khô và các vấn đề về da khác, tóc rụng, móng thì giòn, mùi cơ thể tăng lên, bệnh về tim mạch tăng lên, trí nhớ giảm, gặp vấn đề với sự tập trung, đó là bệnh Alzheimer, các biến đổi của âm đạo và có thể là ung thư sinh dục. Cả nhà thấy cái giai đoạn này cái những dấu hiệu rất là nhiều ha. Và có cả hai giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, người phụ nữ đều gặp trục trặc về tâm sinh lý, có nguy cơ cao mắc trầm cảm nhẹ. Cả nhà thấy không? Nó không phải là một cái điều là bốc hỏa bình thường, mà nó ảnh hưởng đến rất là nhiều chất lượng trong cuộc sống luôn. Và cái thời điểm suy giảm chức năng buồng trứng của một người á liên quan trực tiếp đến thiếu hụt chất dinh dưỡng. Cho nên nếu như người ta không thiếu chất dinh dưỡng, chức năng buồng trứng có thể duy trì đến hơn 50 tuổi, thậm chí là hơn 60 tuổi. Và điều này cũng có liên quan đến tình trạng dinh dưỡng suốt cuộc đời của người đó. Điều đó chứng tỏ điều gì? Nếu cung cấp đầy đủ thì nhiều khi cái vấn đề đó, cái suy giảm cái chức năng buồng trứng nó có thể kéo kéo dài dài sau 60 tuổi nó mới diễn ra. Và ở bệnh viện thì cực kỳ ít sử dụng chất dinh dưỡng để điều trị ha hội chứng thời kỳ mãn kinh, mà họ dùng các loại thuốc để giảm triệu chứng. Điều này sẽ để lại nhiều di chứng nha. Một số người tâm trạng và cảm xúc luôn bất ổn, một số người có triệu chứng của hội chứng thời kỳ mãn kinh rất nghiêm trọng, tâm trạng sa sút, điều trị trong vô vọng và họ có biểu hiện trầm cảm, thậm chí là họ muốn tự sát, nghĩ quẩn đó mọi người. Một số người bệnh khác cũng để lại mầm mống do việc phát sinh các bệnh lý, cho việc phát sinh các bệnh lý thần kinh sau này. Và rất nhiều bệnh nhân cực kỳ là đáng thương luôn, các triệu chứng như là tuyệt vọng này, mất ngủ kéo dài này, cho tới khi mà xa rời nhân thế luôn, đến khi chết không giải quyết được. Trời ơi, nhìn cái mặt của hai người này thôi là mình thấy cái cuộc đời sao mà nó đau khổ dữ vậy luôn á. Rồi, và các phân tích ở trên không thể bao quát mọi phương diện, nhưng mà bác sĩ mong muốn mang lại một cái hướng suy nghĩ có thể đạt hiệu quả cho việc điều trị các bệnh nhân tâm lý và tâm thần. Thực sự là họ đã quá đau khổ từ cái hội chứng tiền mãn kinh họ chuyển qua tâm thần, vì nỗi đau tinh thần là điều mà nỗi đau thể xác mãi mãi không thể so sánh được. Và điều trị bệnh lý tâm thần, tâm lý cần mà mang cho một cho người bệnh một cái môi trường nè tích cực, vươn lên và vui vẻ. Và con người của mình là sản phẩm của môi trường, người ta nói là con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội từ trong môi trường mà ra. Và bác sĩ kể cho cái câu chuyện, có một lần 7 8 người lớn ngồi quây quần quanh một chiếc bàn và nói chuyện, có một cậu bé ngồi bên cạnh và bật khóc, cậu khóc rất là lớn, có thể vì thấy chúng tôi không ai quan tâm đến việc cậu khóc nên lại càng khóc thảm thiết hơn. Một người trong đó kể một câu chuyện rất buồn cười, rất buồn cười nha, tất cả mọi người ngồi quanh bàn phá lên cười. Cậu bé đang khóc kia thấy chúng tôi cười thì cũng bật cười theo, đang khóc mà chuyển sang bật cười. Đây chính là sức mạnh của môi trường đó, và là kết quả việc của chúng ta truyền tải sự vui vẻ sang cho cậu bé. Chúng ta đưa một người trầm cảm tới một môi trường vui vẻ và thân mật để họ tham dự cùng sẽ có ích cho việc điều trị của họ. Nhưng thực tế thì như thế nào? Đó là cái người ta gọi là cái điều kiện hoàn hảo ha. Nhưng thực tế môi trường của bệnh viện tâm thần thì không lý tưởng. Và một người bạn của chúng tôi lúc nói chuyện bảo rằng trong bệnh viện tâm thần á có đủ các kiểu bệnh nhân tâm thần, rất là nhiều loại tâm thần ha, tâm thần phân liệt, tâm thần hoang tưởng, rồi các loại ngày xưa liên học bên 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 hình sự á thì Liên có học về các loại bệnh lý về tâm thần này rất là nhiều luôn cả nhà. Giữa họ đó, giữa những người bệnh nhân tâm thần đó, ngoài việc học hỏi lẫn nhau về tư duy của bệnh nhân tâm thần nhé, học về cái bệnh của người kia bị triệu chứng họ học đó, và kỹ năng để làm một bệnh nhân tâm thần, từ một người không tâm thần vào đó cũng học được kỹ năng để trở thành một bệnh nhân tâm thần, và làm cách nào để giao thiệp với bác sĩ, làm cách nào để bồi dưỡng bản thân thành một bệnh nhân tâm thần đích thực. Đạt chuẩn ra thì ở trong môi trường đó họ chẳng học được cái gì khác. Và một người tâm trí bình thường khi vào môi trường như vậy cũng sẽ rất nguy hiểm, từ không bệnh thành có bệnh luôn đó cả nhà.
Thì cái phần chia sẻ của Liên trong cái phần đọc sách về hội chứng thời kỳ mãn kinh á, đến đây đã kết thúc và Liên sẽ tóm lại cho cả ba nhà như thế này. Bác sĩ đã đưa ra một cái lập luận rằng là đối với những người mà trong giai đoạn thời kỳ mãn kinh, họ sẽ gặp những cái vấn đề như là bất ổn về tâm lý và dễ nổi nóng, cảm xúc dao động cơ bắp tay chân, toàn thân run rẩy, mất ngủ, đổ mồ hôi trộm, tim loạn nhịp, sắc mặt đỏ, thắt lưng đau mỏi. Và bác sĩ khẳng định không phải chỉ có những người trong 40, 50 tuổi mới bị gặp vấn đề này, mà có thể những người trẻ hơn, và những người trẻ hơn không lẽ lại gọi là hội chứng thời kỳ mãn kinh. Cho nên bác sĩ nói là trường hợp này, cái những người gặp triệu chứng như thế này phải gọi là hội chứng của thiếu hụt chất dinh dưỡng mới đúng. Đó. Và bác sĩ đưa ra năm cái trường hợp, năm cái cửa ải mà người phụ nữ trải qua khiến cho họ bị thiếu hụt chất dinh dưỡng một cách nghiêm trọng. Và đến khi diễn ra các hội chứng mà người ta gọi là hội chứng thời kỳ mãn kinh. Ha. Phụ nữ nè, hay nhạy cảm, ích kỷ và có nhiều tâm sự. Và những lúc như vậy á, thì người ta nói là dòng suy tư miên man á, sẽ làm cho người ta mất rất nhiều chất dinh dưỡng. Thì trong quá trình đó cũng khiến cho mất chất dinh dưỡng nè. Thứ hai là cái việc kinh nguyệt hàng tháng. Nó tạo ra một cái mảng cả tạo ra một cái ổ phần nội mạc tử cung để tạo ra một cái ổ chất dinh dưỡng để mà sẵn sàng nuôi một đứa trẻ. Thì khi đó trong các cái phần nội mạc này nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng tập trung, đặc biệt chất đạm, vitamin và khoáng chất để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tạo ra ổ cho một đứa trẻ. Thì khi mà hàng tháng nó đổ ra như vậy thì nó hao hụt lượng lớn chất dinh dưỡng luôn. Và khi mà người mẹ mang thai và sinh con, trong quá trình mang thai thì tạo ra một cái bào thai, một đứa trẻ ở trong người thì nó cũng hút chất dinh dưỡng của người phụ nữ. Và nếu như chúng ta không bổ sung dinh dưỡng thì nó bị thiếu. Và kinh nguyệt cũng vậy, khi mà chúng ta hàng tháng ra kinh nguyệt chúng ta không bổ sung dinh dưỡng đầy đủ thì nó hao hụt rồi nó dẫn nên là bị mãn tính luôn. Mang thai và sinh con cũng vậy, tạo ra một đứa trẻ là tạo ra từ cái chất dinh dưỡng của người mẹ, và nếu người mẹ không bổ sung đầy đủ thì nó cũng sẽ hút từ người mẹ và dẫn đến cái vấn đề mà suy dinh dưỡng dành cho người phụ nữ ha. Và trong thời kỳ cho con bú cũng vậy, tất cả các chất dinh dưỡng của trong người phụ nữ đều tập trung để tạo sữa cho con, cho nên phụ nữ cũng phải bổ sung, không thì thiếu chất dinh dưỡng. Và cái thứ năm là suy giảm chức năng buồng trứng, là do các chức năng trong cơ thể nó suy giảm thì cái chức năng buồng trứng suy giảm theo. Nhưng cái suy giảm chức năng buồng trứng này nó cũng được diễn ra khi mà thiếu hụt chất dinh dưỡng thì các chức năng trong cơ thể nó mới giảm. Thiếu hụt chất dinh dưỡng thì các chức năng trong buồng trứng cũng nó sẽ giảm. Và kết luận là thiếu hụt chất dinh dưỡng đến mức nhất định đều diễn ra cái hội chứng thời kỳ mãn kinh. Gọi là hội chứng này ha, là các dạng như bốc hỏa rồi dễ nổi cáu này kia, thay đổi tâm sinh lý đó. Và kết luận rằng là cung cấp đủ chất dinh dưỡng, cho nên nếu mà cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng dù trải qua giai đoạn mãn kinh cũng không phải chịu đựng sự dày vò của hội chứng thời kỳ mãn kinh. Thì cái này Liên đã chứng kiến rồi, có những người bạn của Liên á, là ngày xưa lúc mà Liên còn làm tòa đó, những chị mà cũng lớn tuổi rồi, chị đang trong giai đoạn thời kỳ mà mãn kinh rồi thì rất là buồn, họ buồn nhiều lắm, thì thứ nhất da họ khô rồi cái chức năng sinh lý của người phụ nữ giảm xuống, và họ phải đối diện với rất là nhiều cái vấn đề mối quan hệ bên ngoài đó, từ đặc biệt là từ người chồng của họ, và họ phải chịu đựng giày vò của hội chứng thời kỳ mãn kinh rất là kinh khủng luôn. Nhưng mà khi mà họ được bổ sung cái dòng dinh dưỡng wellness, được tụi Liên chia sẻ cái dòng dinh dưỡng wellness, thì khi chỉ dùng xong thì chỉ có một thời gian rất là ngắn thôi nha, là hả chị cảm chị chia sẻ là chị không còn thấy bốc hỏa nữa, mà chị cảm thấy trong người rất là dễ chịu, ngủ được và da không còn khô và không còn cảm giác là mình đang trong giai đoạn thời kỳ mãn kinh nữa. Ở cả nhà ha. Mà giống như bác sĩ lưu đó thì chỉ cần có 2 tuần thôi là đã thấy hết cái triệu chứng rồi. Cho nên là những chị đó mà sử dụng cái chất dinh dưỡng đầy đủ, các loại vitamin khoáng chất, các loại chất đạm, chất bột đường, chất béo, chất xơ một cách cân bằng như vậy thì nó sẽ hồi phục lại các chức năng trong cơ thể rất là nhanh. Cho nên nó sẽ lấp đầy cho cái vấn đề thiếu hụt và bắt đầu quay trở về bình thường. Cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ vào trong buồng trứng. Thì cái buồng trứng của một người vẫn có thể duy trì cho đến hơn 50, thậm chí là hơn 60 tuổi luôn. Là vẫn không có bị cái vấn đề mà suy giảm chức năng của buồng trứng nha. Đó, cho nên mình thấy cái chất dinh dưỡng có quan trọng không ạ? Và chất dinh dưỡng nó còn quyết định cho hạnh phúc của gia đình luôn. Cả nhà thấy không? Hạnh phúc của một gia đình luôn. Bởi vì Liên chứng kiến có những chị là đau khổ đến tột cùng luôn, khi mà nói bây giờ trong giai đoạn này người đàn ông hả là
ngoại tình mà một cách mà ngang nhiên luôn, là dạng giống như công khai luôn, bởi vì á hả khẳng định rằng cô không đáp ứng được nhu cầu của tôi. Cái này là thực tế luôn nha. Ừ. Cho nhiều phụ nữ là bị vừa bị trong cái tình trạng giai đoạn là tâm sinh lý thay đổi rồi lại gặp những cái vấn đề như vậy, họ bị nền tảng của vấn đề thần kinh sau này là bình thường ha. Và bác sĩ khẳng định ở bệnh viện phần lớn á, giải quyết bằng thuốc tây, cho nên nó để lại nhiều di chứng, cơ thể đã bị rối loạn, nó lại gây ảnh hưởng đến cái chức năng của buồng trứng, là bắt đầu nó gây bất ổn tùm lum rồi, mà lại còn bổ sung thêm thuốc tây vô nữa, thì nó tình trạng bất ổn nó càng kéo dài hơn, nó dẫn đến trầm cảm và thậm chí là tự sát luôn. Và đây chính là nền tảng của các bệnh thần kinh về sau này. Cho nên là mọi người cẩn thận khi mà trong giai này đi đến bệnh viện uống thuốc tây ha. Và có nhiều bệnh nhân thì bị mất ngủ, tội nghiệp bị mất ngủ nè, bị ảnh hưởng vấn đề sinh lý bất ổn cho đến khi chết luôn. Và bác sĩ cuối cùng kết luận là con người là sản phẩm của môi trường. Các bệnh lý tâm thần, bệnh lý tâm lý này, trầm cảm là cần cái môi trường vui vẻ. Nhưng mà hiện nay á, nhiều người bị gặp cái vấn đề về trầm cảm, bệnh lý thần kinh khi mà trong giai đoạn thì tiền mãn kinh á, thì người ta lại đưa vào bệnh viện, mà nặng quá thì người ta đưa vào cái môi trường của bệnh viện tâm thần. Mà môi trường của bệnh viện tâm thần thì không như vậy, vào đây người ta để học được các kỹ năng để trở nên một bệnh nhân tâm thần chuyên nghiệp, và học cái cách giao thiệp với các bác sĩ để làm sao bồi dưỡng đúng cái phẩm chất của những bệnh nhân tâm thần. Rất là nguy hiểm ha cả nhà ha. Phần chia sẻ của Liên đến đây là cũng hết rồi, và những cái kiến thức của ngày hôm nay mà mình biết đó cả nhà, mình hãy đi chia sẻ cho chị em phụ nữ, vì ngoài kia các chị em phụ nữ cực kỳ tội nghiệp trong cái giai đoạn này, vừa cơ thể không có thoải mái, vừa tâm sinh lý, nói chung là từ tâm cho đến thân đều gặp vấn đề dày vò cực kỳ là khổ ải luôn. Cho nên là chúng ta biết những kiến thức này thì hãy dùng nó đi chia sẻ và giúp đỡ cho chị em phụ nữ nhé, để cho tất cả chị em phụ nữ của mình ai cũng hạnh phúc nha cả nhà. Và ở trong Zoom của mình ở đây này, có ai mà đã gặp cái vấn đề hoặc gặp những người bạn hay là những người khách hàng của mình đang trong cái giai đoạn này và bổ sung dinh dưỡng thì người ta sẽ cải thiện được. Thì hiện nay á, Liên và những người bạn của Liên mà Liên chia sẻ hồi nãy đó cũng bổ sung cái bộ combo wellness nha, có đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất, và có đầy đủ các lượng đạm, chất bột đường, chất béo và chất xơ, và cái omega 3 để giúp cho cái cơ thể của mình được cân bằng, và đặc biệt là tảo, người ta gọi là vàng vàng nâu á cả nhà, là một trong những cái sản phẩm chống lão hóa cực mạnh, đào thải độc tố và sẽ giúp cho những người phụ nữ trong cái giai đoạn mà kéo dài cái thời gian trong giai đoạn mãn kinh. Và bây giờ mọi người thấy rằng là mãn kinh sớm á, là có những trường hợp bị mãn kinh sớm là đơn giản là cái tốc độ lão hóa của cơ thể quá lớn, quá nhanh, các độc tố ở trong cơ thể nhiều, thiếu hụt chất dinh dưỡng, cho nên cái tốc độ lão hóa quá nhanh. Liên đã từng chứng kiến có những người chị á, là nhiêu đó tuổi, hai người chị bằng tuổi nhau, nhưng một người á, thì chưa có dấu hiệu gì của giai đoạn thời kỳ tiền mãn kinh cả, da dẻ thì rất là đẹp mà rất là trẻ, còn cũng độ tuổi đó như một chị thì da dẻ thì rất là xấu xạm khô và nhìn thấy rất là già, già hơn rất là nhiều tuổi luôn á, và lại đã bị mãn kinh rồi cả nhà, mặc dù cùng lứa tuổi luôn. Thì khác biệt duy nhất là một chị thì ăn uống bình thường, không bổ sung chất dinh dưỡng, còn một chị thì bổ sung cái chất dinh dưỡng combo wellness này từ lâu rồi, và đây là Liên đã chứng kiến trước mắt.